Dược liệu là thân rễ đã phơi hay sấy khô của cây xuyên khung Ligusticum wallichifrang, họ hoa tán Apiaceae. 1. Mô tả, thân rễ quen gọi là củ, có hình khối méo mó, nhiều dạng, đường kính 2cm đến 5cm. Có nhiều u không đều nổi lên. Bề ngoài màu nâu đất, có nếp nhăn, xù xì, có vết tích của rễ con còn sót lại. Phía đỉnh có vết thân cây cắt đi, hình tròn, lõm xuống. Chất cứng, khó bẻ gãy. Mặt cắt ngang màu vàng nâu. Mùi thơm, vị cay hơi tế. 2. Độ ẩm, không quá 13,0%. Tiến hành theo Dược điển Việt Nam 5, phụ lục 9. 6. 1 giờ, 105 độ C, 5 giờ, 3, cho toàn phần, không quá 6%. Tiến hành theo Dược điển Việt Nam 5, phụ lục 9. 8. Phương pháp 1. Dùng 2 gam dược liệu để thử, 4. Tạp chất, không quá 1,0%. Tiến hành theo Dược điển Việt Nam 5, phụ lục 12. 11. 5. Định tính, phải có các phản ứng đặc trưng của xuyên khung, phương pháp sắc ký lớp mỏng, Dược điển Việt Nam 5. Phụ lục 5.4, 6. Định lượng, hàm lượng axit ferulic mở ngoặc đơn Cl0S10O4, không được ít hơn 0,05% tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo Dược điển Việt Nam 5, 7, chất chiết được trong dược liệu, không ít hơn 9,0% tính theo dược liệu khô kiệt. Tiến hành theo phương pháp chiết nóng, phụ lục 12.10. Dùng ethanol 96% TT, ỉ ảm dung môi. 8. Chế biến, lấy thân rễ, cắt bỏ gốc thân, rửa sạch, phơi hoặc sấy nhẹ cho khô. Khi dùng thái phiến, vì sao, 9. Bảo quản, trong bao bì kín, để nơi khô ráo, tránh mốc mọt, sâu bọ, nguồn, Dược điển Việt Nam 5.